Chào Đông Dương. Dạ. Hôm nay em đi đâu đẹp trai với Đông Dương? Em làm trai Thái Lan. Thường thường tao qua Thái Lan tao làm con gái sao em là trai, qua trai là Thái Lan ta. Vậy nó mới hot. Nên chứ em đang làm một cái chuyện rất là bí mật. Bí mật. Mà nó là cực kỳ bí mật. Mà ngày hôm nay em được hỗ trợ rất là nhiều. Quy Khánh có nè, hỗ trợ có nè. Hoàng Mập hỗ trợ có nè. Đó, rồi Ngọc Lan hỗ trợ có luôn nè. Ba người hỗ trợ. Em chả đầu tư gì hết. Biết gì không? Không. Cái áo. Áo của Ngọc Lan tặng. Rồi giống Thái Lan không? Giống Thái Lan không? Giống luôn. À. Cầm dây nít của Hoàng Mập. Hoàng Mập. À. Không. Đó. Còn đường dài. Đó, thấy không? Rất là đẹp, rất là tin của anh Quy Khánh tặng đó. Đó là ba người nghệ sĩ đàn anh đàn chị tặng. Còn Đông Dương không có gì hết trơn. Chỉ có cái thân này cùi này à. Đó. Vậy thôi là thành trai Thái Lan rồi. Hết chuyện rồi, nó có gì nữa đâu. Hết chuyện rồi. À. Anh xin gặp lưu ta. Rồi, chuyển luôn. Chuyển luôn à. Hey. Trời ơi, cái cầu quá. Nhanh thôi. Ok, vô đây, vô đây. Chuyển luôn vậy đó, đảo vậy nè, chuyển luôn. Sao không đảo xuống nó bệnh. Trời ơi. Trời. Nếu lỡ bị chống mặt là gì, diễn chống mặt luôn, cũng dễ thương vậy. Giờ diễn tóc tí xíu em lâu luôn. Đó, sau đó này là cố tình quay chị vậy á. Rồi diễn chống mặt quá. Trời, em nói trước. Rồi mày. Ủa không thấy xilo. Tao đuổi tao đây, không đặt lên chiếc xe đạp đi trời. Để im đi, để im đi. Rồi để em về em nói Quốc nó làm xilo, anh nói cho. Mày. Để em mặt nha. Rồi, cái này làm slow motion nha Quốc. 3 2 1 diễn. Đưa tay xuống dưới này vô để em cắt cảnh nên lấy mẹ chuối lên đó. Ok, cắt. Rồi. Thử rồi chiếc nhẫn, giữ rồi chiếc nhẫn. Rồi.